Tang lễ nghệ sĩ Thiên Kim, Lý Hùng, Trịnh Kim Chi, hành động kém tinh tế, cháu đích tôn bật khóc tiễn bà. Thông tin nghệ sĩ Thiên Kim, một tên tuổi gạo cội của điện ảnh Việt, ra đi ở tuổi 90 khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc thương. Lễ tang của bà được tổ chức tại viện dưỡng lão và có nhiều nghệ sĩ đình đám đến viếng. Giữa không khí trang nghiêm, Lý Hùng và Trịnh Kim Chi lại gây tranh cãi với hành động thiếu tinh tế. Trước khi lễ động quan diễn ra, nhiều sao Việt đã tranh thủ thời gian đến dự tang lễ cố nghệ sĩ Thiên Kim. Chiều tối ngày 21 tháng 2, anh em Lý Hùng, Lý Hương đã có mặt tại viện dưỡng lão để tiễn biệt tiền bối thân thiết. Tại đây, họ gây tranh cãi khi thể hiện biểu cảm vui vẻ, thoải mái chụp ảnh lưu niệm cùng Trịnh Kim Chi. Với hành động này, ba diễn viên nhận nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng. Theo đó, khán giả cho rằng bộ ba nên có thái độ có chừng mực, tinh tế hơn ở nơi trang nghiêm. Nhiều tên tuổi đình đám khác cũng đến tham dự như nghệ sĩ Bạch Lan, Thành Lộc, Phi Điểu, Bạch Tuyết, Kim Cương. Số đông các sao Việt bày tỏ sự xót thương, buồn bã, chia buồn cùng gia quyến. Những nghệ sĩ đều diện trang phục kín đáo, có tông trầm để thể hiện sự tôn trọng, kính nể với người đã khuất. Nghệ sĩ Thiên Kim qua đời vào lúc 0 giờ 30 ngày 20 tháng 2, hưởng thọ 90 tuổi. Được biết, bà mất do tuổi già sức yếu và bệnh nặng. Trước dịp Tết Quý Mão, bệnh tình của cố nghệ sĩ chuyển nặng và có tiên lượng xấu. Tuy nhiên, bà vẫn gắng gượng cùng con cháu đón xuân thêm một lần nữa trước khi về với đất mẹ. Dù qua đời tại viện dưỡng lão, song bà vẫn có các con ở cạnh, túc trực, chăm sóc trong suốt thời gian dài. Theo tâm nguyện cuối cùng, lễ tang của nghệ sĩ Thiên Kim được tổ chức tại viện dưỡng lão nghệ sĩ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, nơi bà đã sống hơn 20 năm cuối đời. Trong giây phút lễ di quan lên cửu nghệ sĩ Thiên Kim được tiến hành, nhiều khán giả xúc động khi chứng kiến hình ảnh cháu trai đích tôn của cố nghệ sĩ bật khóc trước sự ra đi của người thân. Anh đứng nhìn di ảnh bà lần cuối và không ngừng rơi nước mắt tiễn đưa người bà hiền lành, người nghệ sĩ tài hoa đến thế giới khác. Không chỉ gia đình nghệ sĩ Thiên Kim, người bạn thân nghệ sĩ Diệu Hiền khiến công chúng xót xa khi ngồi bần thần tiễn đưa người bạn đến nơi yên nghỉ. Có thể nói, nghệ sĩ Diệu Hiền là người phải trải qua nhiều sự mất mát khi chứng kiến những người đồng nghiệp của mình lần lượt ra đi. Nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền cho biết, sau khi nghệ sĩ Thiên Kim mất, khu dưỡng lão hiện tại chỉ còn vỏn vẹn 7 người. Bởi từ khi vào đây, bà lần lượt chứng kiến các thành viên ra đi, nay lại ngậm ngùi, nhìn người chị vui tính, dễ thương đi xa. Chia sẻ cùng Vietnamnet, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền tâm sự. Khu này có từng đó khuôn mặt thôi, từ hơn 20 người mà giờ chỉ còn 7. Chúng tôi ra vào thấy vắng người cũng buồn. Mỗi lần mất đi một thành viên, khu dưỡng lão lại rơi vào không khí ảm đạm. Tuy nhiên, các nghệ sĩ lão thành ở đây không đến nỗi suy sụp tinh thần. Theo nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền, không ai ở đây ham sống lâu hay chưa thấm nhuần lẽ vô thường. Nhưng tôi, trước khi nhận phòng, từng có hơn 10 nghệ sĩ ra đi tại chiếc giường mình nằm. Chúng tôi quen với việc chứng kiến từng người lần lượt ra đi. Dù trải qua nhiều lần bất đắc dĩ vĩnh biệt những người bạn, nhưng nghệ sĩ Diệu Hiền khiến nhiều người kính phục vì bà là người có con mắt nhìn đời sâu sắc. Chị Kim mất rồi, sẽ có người khác vào, một ngày nào đó cũng tới lượt mình thôi. Chúng tôi đều nhớ câu này trong đầu. Người sống vẫn phải sống tiếp thôi, nữ nghệ sĩ tâm sự. Vào khu dưỡng lão sau nghệ sĩ Thiên Kim, nhưng nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền chứng kiến không ít những tên tuổi tài danh một thời kết thúc kiếp đời nhà tơ của mình. Bà luôn nhớ về các nghệ sĩ Lệ Thẩm, Mỹ Lan, nay đến nghệ sĩ Thiên Kim. Sau sự ra đi của nghệ sĩ Thiên Kim, khán giả ngỡ ngàng khi trong những năm qua làng giải trí Việt lần lượt mất đi những tên tuổi lớn. Dù tiếc nuối nhưng tài hoa và đức độ của bà thì mọi người luôn tin tưởng rằng những ký ức về nghệ sĩ Thiên Kim sẽ không bao giờ mất đi. Bởi cuộc đời của nghệ sĩ Thiên Kim vì cống hiến cho nghệ thuật mà chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì cho bản thân. Đây chính là tấm gương sáng để thế hệ hậu bối noi theo.